Bên mình là chuyên cắt CNC bản má và phù điêu chống đồng, hoa diềm kính, tất cả các loại chất nghệ thuật các bạn nhé. Anh em làm cơ khí trên toàn quốc mà đang cần những bộ chống đồng và phù điêu và hoa diềm kính, tất cả những hoa văn thì gọi cho mình nhé. Bên mình nhận gia công cắt CNC theo yêu cầu của các bạn nhé. Máy của bên mình cắt được 50 ly nhé, anh em thoải mái cắt nhé. Hôm nay mình đang cắt bản má đây anh em nhé. Cắt laser này thì cái ra cái độ chi tiết rất là sắc nét luôn anh em nhé. Anh em về không phải gia công thêm nhé, chỉ việc đưa lên là hàn là xong thôi. Nay mình đang cắt là tôn dày 15 ly anh em nhé. Mình nhận cắt bản má, mình ship toàn quốc anh em nhé. Và tất cả các loại chống đồng nhé. Anh em làm cơ khí trên toàn quốc và đang cần những bản má kể tất cả những chi tiết khó nhé, gọi cho mình nhé. Bản má mặt bích kể dày 50 ly mình, máy của bên mình vẫn cắt được thoải mái nhé anh em nhé. Đây mình đang cắt 15 ly này anh em, ra độ chi tiết rất là cao luôn nhé. Những chi tiết hoa văn khó đến đâu bên mình vẫn vẽ được anh em nhé, cho nên anh em thoải mái cứ cần cái loại nào mình sẽ thiết kế cho anh em nhé. Hoa văn chống đồng kể những bức tranh tư quý, sơn họa tư đồng có hết nhé. Anh em làm cơ khí và đang cần những tấm bản má các loại thì gọi cho mình nhé. Số Zalo mình để góc màn hình đấy anh em.